Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của anh Dũng Channel nhé. Thì trên tay của mình đây là chiếc điện thoại Redmi 10 nhé các bạn. À, Redmi Note 10 Pro 5G nhé. Thì chiếc điện thoại Redmi Note 10 Pro 5G này á, thì hôm nay mình sẽ nói cho các bạn khi mà mình lên MIUI 14 nhé. Thì đầu tiên là khi mà mình lên cái phiên bản MIUI 14 á, thì các bạn có thể thấy ở đây á, là nó là phiên bản MIUI 14.0.8 và nó là cái phiên bản nội địa nhé. Đấy, thì khi mà hầu như các bạn thấy là video trước của mình ấy, thì là cái MIUI 13 đúng không? Mình lên MIUI 13 thì mình cài cái file tiếng Việt vào rồi. Nhưng mà lên cái MIUI 14 là nó sẽ tự lóc sang tiếng Anh này. Tại vì cái tiếng cái file MIUI kia này nó dành cho 13 và nó thấp quá. Nên là các bạn phải cài một cái file MIUI dành cho cái file tiếng Việt dành cho MIUI 14 thì nó mới được. Đấy, thì để làm sao cài được cái file MIUI đấy thì các bạn lên YouTube á, có hướng dẫn á. Xong rồi là các bạn ghi là cách cài tiếng Việt cho MIUI 14 á, hay là MIUI 13 hoặc MIUI 14 gì đấy, là khi mà các bạn bấm vào cái đấy video đấy, xong dưới video sẽ có cái link, thì các bạn bấm vào các bạn tải về, xong mà các bạn cài đặt vô là nó tự động nó sẽ có tiếng Việt ở trong cái cài đặt này đấy. Tuy nhiên hôm nay mình lên cái MIUI 14 này mình sẽ thấy nó có điểm gì khác này. Đầu tiên là các bạn thấy là cái icon của nó to hơn này, này những cái icon nó to hơn rất là nhiều so với MIUI 13. Cái thứ hai là nó xếp vào trong một cái khung giải như thế này, nó mịn đi, nó không có thô sơ như kiểu bên MIUI 13 nữa. Cái tiếp biến là cái phông chữ của nó thì các bạn thấy là nó hoàn toàn là to hơn nhá. Đấy. Và các icon này cũng to hơn và nó nhiều màu sắc hơn nhá. Ví dụ nó có nhiều cái màu sắc thì nó hiển thị các icon này khác nhau. Đấy. Cái tiếp đến là cái mục RAM, thì các bạn có thể thấy là nó có cái mục memory RAM này, là memory extension gì này. Đấy, thì nó sẽ có cho phép các bạn mở RAM ảo lên đến 5GB nhá. Đấy, thì các bạn chọn là thì các bạn chỉ cần khởi động lại máy thì là nó sẽ cài 5GB vào. Nhưng mà với mình thì mình sẽ không cài, tại vì là mình thấy là cái tính năng này nó hoàn toàn vô dụng, nó không có ý nghĩa gì. Đấy. Tiếp đến là khi mà lên cái phiên bản MIUI 14 này thì các bạn thấy là khi mà màn hình của mình đúng không? Đây mình sẽ để display, thì các bạn thấy là màn hình vẫn đang để tần số quét là 120Hz đây. Nhưng mà các bạn vuốt lên vuốt xuống này, nó vẫn không nhanh lắm bằng MIUI 13. MIUI 13 vuốt lên cảm giác nó vẫn rất là mượt, vẫn rất là nhanh. Lên cái phiên bản MIUI này nó cũng không nhanh lắm. Đấy. Và cái vụ mà ghi âm thanh thì bây giờ mình sẽ thử mở một cái app YouTube này. Đấy. Giờ mình sẽ mở app YouTube nha. Bây giờ mình sẽ mở cái ghi màn hình lên để xem nó có bị giảm nhỏ âm thanh không. Giống như bản quốc tế, nó có giống bản quốc tế không này, nhạc remix này. Mình sẽ mở to cái cỡ âm thanh. Tết đến cùng Coca-Cola phiên bản trong vàng với 100 lời chúc cho năm mới thêm gắn kết. Đây, mình sẽ bật lên. Bụng về đi chơi con mít dành hát nào. Như con bà sáu ở dưới quê nó có chút xíu. Đấy. À, nó vẫn to nha các bạn, nó không có bị giảm nhỏ nhé. Cứ tắt đi màn hình đi. Đấy. Đấy, nó không bị giảm nhỏ nha các bạn. Đặt ghi lên nó cũng không giảm nhỏ. Đấy, còn nếu bên MIUI 14 quốc tế là các bạn ROM Coco là các bạn sẽ bị nha. Đấy. Ngoài ra là khi mà có cái thông báo đến thì cái âm thanh nó giảm nhỏ đi, nhưng mà các bạn bấm này nó vẫn đang 100% này. Còn bình thường là nó cứ lúc vào các bạn bấm lên nó sẽ như thế này này, thì các bạn phải bấm tăng lên thì nó mới to được. Đấy. Đấy, thì nói chung là cái phiên bản MIUI 14.0.8 này là nó đã fix hoàn toàn cái lỗi đấy rồi nha, fix hoàn toàn cái lỗi đó ở trên MIUI 14. Tuy nhiên là mình thấy là có một cái vấn đề là cái RAM của nó này, các bạn thấy này, khi mà vuốt ra nó chỉ chống có 2.5 2.7GB, có khi là 2.8GB, y chang cái bản quốc tế luôn, nó không có tối ưu hơn quá nhiều. Thế nên là khi mà mình thấy là ở cái phiên bản này MIUI 14 này là ăn RAM quá. Ví dụ như MIUI 13 mình chả xài cái gì, mình vuốt lên nó phải 3.4 3.5GB, không thì cùng lắm là 3GB. Còn cái này lúc nào nó cũng 2.7 2.8GB, thì khi mà các bạn mở Liên Quân ra nó chỉ còn 1GB mấy, xong mở thêm cái app ghi màn hình này nữa là coi như là cái máy của các bạn nó tràn RAM nó đầy luôn. Đấy là nó vừa đủ để xài luôn, hoặc là nó sẽ tràn RAM nó đầy, nó sẽ có tính kẻ tè. Nói chung là những cái phiên bản MIUI 14 này nó rất là nặng. Đấy. Đâm ra là mình nghĩ là các bạn không nên lên những cái phiên bản này làm gì. Đấy, thì ngoài ra những cái phiên bản MIUI 14 này thì nó còn thay đổi những cái giao diện ở bên trong cam các thứ này nọ thì mình cũng không nói làm gì. Tại vì mình đa số là mình chỉ thấy là nó không có thay đổi nhiều á, tại vì các bạn vào quay video thì nó vẫn chỉ là 4K 30fps hoặc là 1080p 60fps, nên cái tính năng đấy nó không thay đổi, nó chỉ thay đổi về cái giao diện nhìn thôi. Nói chung là nó cũng không có gì khác lắm. Tuy nhiên là mình sẽ có một cái video nữa để hạ chỉ các bạn hạ về cái phiên bản MIUI thấp hơn nhé. Đấy, nhưng mà trong video này nói tổng thể thì mình thấy là cái phiên bản MIUI 14.0.8 này á thì là nó đã có cái hiện đã fix được một cái số cái lỗi. Tuy nhiên á, là các bạn nên lên cái phiên bản MIUI 14 này khi mà cái máy các bạn là RAM 8GB trở lên.
đấy. Còn RAM 6GB thì lên nó cũng không không ổn đâu, cái máy của mình RAM 6GB lên cũng không ổn đâu. Và mình lên cái phiên bản MIUI 14 này thì ăn RAM quá nhiều, tốt nhất là các bạn nên để MIUI 13 hoặc là MIUI 12 nó sẽ tốt hơn. Đấy, thì video này của mình cũng đến đây là kết thúc nha. Xin chào tất cả các bạn video tiếp theo. Và mình sẽ làm một cái video hướng dẫn các bạn là hạ cái phiên bản MIUI này xuống phiên bản thấp hơn nha, với một cái điều kiện là máy của các bạn phải unlock nha. Thì video này của mình đến đây kết thúc. Xin chào tất cả các bạn video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn.